something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more. No.
xin cảm ơn các vũ công đến từ Vũ Đồng Hoàng Vũ, cũng như xin cảm ơn những tràng vỗ tay của tất cả quý vị. Và kính thưa tất cả quý vị, tình yêu là điều tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Có tình yêu, cuộc đời của chúng ta trở nên ý nghĩa và thi vị hơn bao giờ hết. Và chính vì điều đó, ngày hôm nay, chú rể Văn Tùng và cô dâu Bích Trâm đã cùng thề nguyện đi đến con đường hôn nhân gia đình thật hạnh phúc. Và ngay bây giờ là sự xuất hiện của nam nữ nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời sự xuất hiện của chú rể Văn Tùng và cô dâu Bích Trâm. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm động thấy sự hiện diện có mặt của tất cả mọi người trong cái lúc trời ngoài rất là nắng, thời tiết thì như vậy là cũng không thuận tiện. Thế nhưng mọi người đã bớt chút thời gian ưu ái tình cảm đến với chúng tôi trong hội hôn hôm nay. Thay mặt cho gia đình chúng tôi xin trước tiên xin cảm ơn mọi người. Kính thưa các quý vị, sau một thời gian tìm hiểu, hai cháu đã quyết định báo cáo với gia đình là trở thành như vậy là vợ chồng, thì được sự nhất trí và công nhận của chính quyền địa phương và thống nhất của hai gia đình, hôm nay chúng tôi tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu Văn Tùng và Bích Trâm. Ở đây chúng tôi có một điều thấy rằng giữa miền Trung với Nam Bộ và giữa Nam Bộ với thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng này, hôm nay chúng ta ngồi ở đây để cùng nhau mừng cho hai cháu chúng tôi được lên duyên chồng vợ. Đó là một điều mà chúng tôi rất là tâm đắc và cảm ơn nhất. Thì thay mặt cho hai họ, xin cảm ơn tất cả mọi người có mặt trong hội hôn này và những người vì lý do nào đó hôm nay cũng chưa đến đây được để dự cái buổi rất là hạnh phúc của hai cháu chúng tôi. Đồng thời cũng cảm ơn tức là gia đình cán bộ công nhân viên của nhà hàng Diamond đã tổ chức buổi tiệc cho gia đình chúng tôi hôm nay được thịnh soạn.
Một lần nữa xin chúc mọi người vui vẻ, mạnh khỏe và thành đạt trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn lời phát biểu rất chân tình của bác Hội đại diện về phía gia đình chú rể. Và ngay bây giờ xin mời vị đại diện về phía gia đình cô dâu sẽ có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời chú Cầm ạ. Kính thưa hai họ, cùng kính thưa các thông gia, phui gia và các bạn bè thân hữu của hai gia đình. Tôi xin thay mặt cho gia đình trước hết kính chào các thông gia, phui gia và bạn bè thân hữu của hai gia đình và hai cháu của chúng tôi. Chúng tôi không có gì hơn nhân dịp ngày tổ chức thành hôn và vô quy cho hai cháu, chúng tôi xin trước hết thành thật cảm ơn tất cả các quý vị đã bỏ thì giờ hòa ngập đến đây để tham dự buổi thành hôn cho hai cháu chúng tôi. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn. Và chúng tôi cũng xin mời tất cả quý vị nhân đây để nhận lời mời của hai gia đình chúng tôi đến để chúc phúc cho hai cháu chúng tôi được trăm năm hạnh phúc. Chúng tôi chẳng có gì hơn, chúng tôi xin thành thật cảm ơn và cũng kính mời quý vị. Gia đình chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc trà nhỏ ở tại nhà hàng. Xin mời quý vị cùng nâng ly để chúc phúc cho hai cháu chúng tôi và gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn. Xin cảm ơn về phía đại diện của gia đình cô dâu ạ. Và mỗi nữ Ngọc Thanh sẽ được thay mặt cho chú rể và cô dâu để cùng gửi lời cảm ơn đến hai bên gia đình chú rể và cô dâu cùng những đồng nghiệp, những thân hữu gần xa. Và nhân đây chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý đồng nghiệp nơi chú rể đang công tác, đó là Đại học Quốc gia Singapore. Xin được nhiệt liệt chào mừng ạ. Và xin được nhiệt liệt chào mừng quý đồng nghiệp nơi cô dâu đang công tác, công ty cổ phần viễn thông CMC. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu để cùng chào đón những nghi thức của chúng ta trong ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ xin mời chú rể cô dâu hãy cùng nhau tiến đến thắp bánh để cùng thực hiện nghi thức thắp đèn và cắt bánh với sự phục vụ chuyên nghiệp của nhà hàng Diamond Palace. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Để chúc cho chúng ta hạnh phúc suốt đời. Mới hôm nào anh còn trách em, mình không có tương lai. Mà giờ đây giây phút bắt đầu cho những ngày mai. Ngày cưới của anh và em vẫn mong chờ. Có hoa đến trên áo anh, dưới mây chỉ thiên và xin mời chúng ta cùng nhau tiến đến thắp đèn để thực hiện nghi thức rất sự trang trọng. Khi tình yêu đã lớn đã không còn nhớ thơ, mà ta biết đâu những kỷ niệm mà mình muốn. Và nếu như xin mời chú rể hãy cùng nhau những nguyên liệu kính lên cho
ngày cưới là khi ta từ xa nhận ra xin mời quý vị cô giáo hãy cùng nhận diện hai đối tượng của mình và tiến ngay phía trước để cùng thực hiện nghi thức ứng trường giao hôn. Xin mời. Để cùng chúc cho sự hạnh phúc chân lòng đầu bạc